Chào mọi người, hôm nay là 22 tháng 5 2019, thì tôi tiếp nhận những ca rất là nặng về zona thần kinh. Zona thần kinh thì nó biến chứng nó nặng nề lắm. Thời gian gần đây thì bệnh nặng đến rất là đông, thì hôm nay thì có cái ca đặc trưng thì tôi quay lại thôi. Còn zona thần kinh thì nó cũng bình thường. Zona thần kinh nó phân ra làm hai thể. Một thể thứ nhất là thể cấp tính, nó phồng rộp lên, chúng ta nên chữa bằng thầy y hay hơn. Đông y thì chữa nó rất đơn giản thôi, mà nó không thông dụng. Ví dụ như các bạn lấy hoa kim ngân với lại bùng ngay đun sôi lên, cho ít mật ong nữa môi đâu khỏi ngay. Nếu nó không thông dụng thì người ta bây giờ dùng xanh metilen, một số lại thuốc tây bôi rất là hay. Thế là nên ghi nhận. Còn khi mà trường hợp số ít thôi, cho tôi để ý rơi vào tầm 5% biến chứng. Biến chứng là gì? Là sau khi mà cái phồng rộp đã hết rồi, nó sẽ để lại cái cơn đau rát khủng khiếp. Đau rát gì đâu. Thực ra trên nhóm thuốc nam châm cứu thì có bàn luận về vấn đề này. Nhiều bạn học ở Tây Y, nhiều bạn học Đông Y nói với nhau rằng cái này nên chỗ sao cho sang da liễu là tốt. Thế có một số ý kiến nói rằng bên phương Tây không có châm cứu thì người ta chết hết sao? Người ta chết hết hay là sao, đúng không? Thế bây giờ không phải là da da liễu là nó khỏi đâu. Ông bị này bao lâu rồi? Hơn 1 năm. Hơn 1 năm rồi thì ông chữa nhiều nơi chưa? Chưa nhiều nơi. À, viện da liễu Trung ương chữa chưa? Trung ương của bệnh viện Phật Tư chữa rồi. Đấy, Bạch Mai chữa chưa? Bạch Mai chữa rồi. Đấy là mọi người nhìn thấy nhá. 108 chữa rồi. Đấy là tôi không phải là tính chất là xoắn hay là gì cả. Người ta có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Kể cả không có tiền người ta bán đất người ta đi, ta đến da liễu là đầu tiên này. Sau đó Bạch Mai này, sau đó 108 này. Mọi người nhìn thấy gì không? Không khỏi một tí nào. Thì tại sao tôi lại chữa cái này lại khỏi? Tôi chia sẻ trên đây mục đích cho những người mà học đông y gặp những ca như này có thể chữa ngon lành cành đào. Thì tại sao cái mục đích không phải là tôi là người cao cả gì đâu? Tôi cũng chẳng phải đấng toàn năng gì cả. Khi gặp những trường hợp như này nhá, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là Tây y sẽ trợ giúp được. Nhưng đây là tôi chỉ là có 3 viện lớn không giúp cho bệnh nhân này khỏi được bệnh. Thì khi đến với tôi tất cả loại giảm đau với lại thường là cái uống gabalin. Đấy tôi khổ cái bệnh nhân uống những cái thuốc để chấn những cái cơn đau này, tôi bắt bỏ hết. Ông thấy chữa ở đây có yên tâm không? Ông thấy được mấy hôm thấy chịu không? Tôi những cái cơn đau rát gặp tôi là tắt điện ngay. Thì làm gì sao mà tôi có thể khẳng định rằng là người này sao khỏi? Vì kinh nghiệm của tôi rất dày dặn trong vấn đề về điện thần kinh này. Mọi người nhìn nhé. Cái đồng ý chúng ta hết sức bình tĩnh. Đối với hoa đà, dân mình hay gọi là thần y hoa đà đấy. Ông sáng chế cái bộ huyệt sau lưng gọi là bộ huyệt giáp tích này. Thì zona thần kinh nó sẽ ăn vào trong cái giáp tích này. Ở đây cho tôi quay chia lại cho nó đỡ phản cảm thôi. Thế là nó sẽ ăn lên cái giáp tích này, nó sẽ chèn. Nó đi đến đâu thì bệnh nhân sẽ đau rát lên đây. Thì bây giờ chúng ta bệnh nó vẫn nằm ở đấy. Mà chúng ta cứ cho uống giảm đau thì các bạn nghĩ có khó được không? Không bao giờ khỏi được. Và những vết thương này không bao giờ tự lành được. Tại sao nó như vậy? Vì zona thần kinh này là một loại virus. Virus này nó bám chặt vào dây thần kinh thì bệnh nhân sẽ không bao giờ khỏi được. Thế dùng châm cứu để cho nó thông mạch thì sẽ hết. Quan niệm của tôi giống như một dòng nước chảy ấy. Nước chảy luôn thì lúc nào nó cũng không dơ. Thế những huyệt xa chúng ta châm dương đan huyền và thái trung thì người này sẽ khỏi. Thế chúng ta có thể dùng phương pháp chích này, thì nói chúng ta dùng cái kim 2-3 châm nhẹ chích ra thì người này sẽ khỏi. Đương nhiên là thầy thuốc phải chuẩn rồi. Nhưng còn châm là lung tung beng nên không chuẩn thì lại bảo là thầy kém rồi. Để đông y kém, đông y không kém đâu. Đấy, hôm nay tôi có quay được mấy ca bị viêm dây nam rất nặng thế. Họ thành công mỹ mãn luôn. Thì chúng ta cố gắng lên nhé. Học tập, chia sẻ lẫn nhau để nâng cao trình độ của mình lên để giúp cho dân. Nhưng tại sao các phòng khám rồi của bệnh viện bây giờ có truyền rất là vắng tanh. Nhà tôi lúc nào tấp nập. Tại sao tôi làm được việc? Khi được việc rồi bà con đến là khỏi. Để chữa cố gắng làm sao nghiên cứu. Đừng buồn. Để Tây nó giỏi lắm. Họ giỏi lắm là có máy móc này, trợ giúp này, họ có rất nhiều giáo sư này. Nhưng mà đông y chỉ học này, ít lương y này, cùng lắm ít y sĩ này, rồi ít bác sĩ này. Bắt đầu thấy các thầy của mình không làm được nên là mình bỏ cuộc. Rồi thế là xong. Không bao giờ nghĩ ra mà cái gì để cho phát triển cả. Hoặc là có một số nhà là gia truyền. Đương nhiên gia truyền thì không thể chia sẻ rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà họ cứ bảo thủ rằng như thế là tốt rồi, không muốn cầu tiến học thêm. Như vậy là sai đấy. Tôi chỉ là một người thầy thuốc bình thường, nhưng mà tôi giúp ích cho bà con càng đơn càng tốt. Mọi người nhìn thấy không?
số lượng bệnh nhân rất là đông. Thế bây giờ những ca như này thế này, ca như này người ta đi cũng không có thiếu nơi nào, tất cả đẹp đau rồi bác bỏ hết, thì khi một bệnh nhân quyết tâm thì phải giúp trả hiệu quả được, cố gắng lên nhá. Rồi cho em mắc máy trong trường hợp này là chỉ có mắc tả thôi, vì nó là thực chứng, tuy nó bệnh lâu năm nhưng mà mắc tả là tốt nhất. Em mắc máy muốn đổi và đã vừa thôi, già rồi, hàng dễ vỡ đấy. Ông ở đâu ông nhỉ? Sóc Sơn, xã Xuân Giang, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Năm nay ông bao tuổi rồi? Ông này 65 tuổi đấy. Ông cố gắng lên nhá. Vâng, cảm ơn. Rồi. Tôi rồi. Thế đi người tiếp theo rồi.